Đây, hôm nay bạn Sơn mang váy đi tặng cho mẹ ạ. Ôi, xinh quá. Quá là xinh luôn, biết sao ngày xưa đã từng đi ngoài đường thấy có váy kiểu vải vải kiểu này và hỏi định hỏi mua xong thấy đắt quá rồi thôi. Hôm nay lại được tặng chứ ông trời thật là quá là tình cảm của mắt. Ơ, cái này ok này. Không, cái này làm gì mà hở ngực đâu nhở, Sơn nhở. Cái này cũng cao mà nhở. Cô này mẹ mặc luôn bây giờ hả? Em mẹ thử luôn. Thử luôn có gì đâu. Mình có phải mình thay đồ đâu, mình quá là xinh luôn ấy, thật sự luôn ấy. Không cần có áo tí, không cần lộn áo trong, cứ mặc nguyên như thế này. Để cho tình cảm nó đong đầy thôi, không cần gì nhiều. Được không? Không, mẹ sẽ tự kéo được. Trong trường hợp mà váy quá chật thì mới phải nhờ thôi. Chứ mẹ nghĩ tầm này là mẹ tự kéo được này. Trông thế thôi, cái này cũng rơi ngực phết đấy nhá. Rơi, thế này là rơi. Đây. Đây đúng đến đây đúng không? Đúng chưa? Đây bằng tầm này. Đúng bằng cái cổ đây làm gì nữa? Rơi phết đấy. Ừ, xinh, mặc nguyên này nhá. Xinh quá à. Thôi hôm sau mẹ sẽ mặc lại cái này lên lớp, mẹ hứa hôm sau mẹ sẽ mặc lại cái tóc tai đàng hoàng các thứ, cái cổ ngang này này bao giờ cũng sẽ rơi ra, mặc váy ngang này bao giờ cũng sẽ rơi hết khe ngực ra luôn, nó không ôm được, cổ vuông ngang này, này sẽ bị rơi, là trừ khi nó mẹ ôm lận tận đây này thì nó hãng ngang được, còn ngang cỡ này kiểu gì cũng rơi rơi tí ra, mặc nguyên này nhá. Xin cảm ơn.